Anh ủng hộ đề nghị giảm nợ cho Hy Lạp tính từ Athens, Hy Lạp. Ngày hôm nay ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã rời văn phòng ở thủ đô Athens để hướng đến trụ sở Quốc hội, tham dự cuộc bỏ phiếu quyết định các biện pháp khắc khổ đầy khắc nghiệt. Hàng chục nghị sĩ gồm các nhân vật kỳ cựu của đảng Syriza và các đảng liên minh bác bỏ toàn bộ hoặc từng phần gói giải cứu đã buộc Tsipras phải dựa vào các nhà lập pháp đối lập thân Liên Âu để thực hiện cuộc bỏ phiếu diễn ra lúc nửa đêm. Một cuộc bầu cử chớp nhoáng có thể diễn ra tiếp theo nếu khối đa số của Thủ tướng Tsipras bị sụp đổ và Thứ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp đột ngột từ chức và Bộ trưởng Bộ Năng lượng nói không ủng hộ thỏa ước. Trong khi đó, người dân Hy Lạp vẫn phải xếp hàng dài trước cái máy đổi tiền tự động ở Athens để chờ rút khoản tiền mặt tối đa là 60 euro, trong khi các ngân hàng loan báo sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến hết ngày thứ Năm. Ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết Hy Lạp cần phải được viện trợ để giảm nợ và ủng hộ nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế về vấn đề này. Ủy ban Liên Âu trước đó đã đề nghị cho Hy Lạp vay 7 tỷ euro, tương đương với 7.7 tỷ Mỹ Kim, để trang trải nhu cầu tài chính trong nước, nội trong tháng 7 bằng khoản vay của Quỹ cơ chế ổn định tài chính, viết tắt là EFSM. Ủy ban Liên Âu tin rằng EFSM là nguồn cung cấp tài chính trong ngắn hạn tốt nhất cho Hy Lạp. Quyết định sử dụng quỹ EFSM chỉ cần được đa số phiếu chấp thuận, có nghĩa là chỉ cần 16 quốc gia đại diện cho 65% dân số Liên Âu chấp thuận khoản vay.